Ngày 10 tháng 2 tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên và Công đoàn Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2023. Tham dự có đại diện lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng gần 200 cán bộ đoàn viên thanh niên của Cơ quan Kiểm toán Nhà nước. Từ nhiều năm qua, hiến máu tình nguyện đã trở thành một phong trào thường niên, một nghĩa cử cao đẹp, giàu tính nhân văn của công đoàn viên, thanh niên toàn ngành Kiểm toán Nhà nước. Nối tiếp thành công của những ngày hội hiến máu nhân đạo, cùng với việc phát huy tinh thần tình nguyện, chia sẻ cùng cộng đồng trong hoạt động hiến máu cứu người, đây là hoạt động khởi đầu không chỉ với phong trào hiến máu tình nguyện mà còn với cả phong trào an sinh xã hội, thiện nguyện khác mà lực lượng thanh niên được Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước giao nhiệm vụ xung kích, tiên phong triển khai trong năm 2023. Được biết, hoạt động hiến máu tình nguyện của đoàn viên thanh niên và Công đoàn Kiểm toán Nhà nước được tổ chức thường niên trong hơn 10 năm với hàng ngàn đơn vị máu đã được chuyển tới Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và các địa phương có đơn vị Kiểm toán Nhà nước hoạt động. Hoạt động này nhằm cụ thể hóa quyết định số 43 của Thủ tướng Chính phủ về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện cứu người và lấy ngày 7 tháng 4 hàng năm là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện để tuyên truyền rộng rãi trong cả nước.